Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2017. Sư cô đến đây để giảng một cái thời pháp ngắn. Và cái thời pháp ngày hôm nay sư cô sẽ nói những cái việc rất là thường ở trong cái đời, nhưng mà chính khi chúng ta nếu đi vào con đường tu tập thì chúng ta tu tập bằng những cái gì mà nó rất gần gũi với mình, để mình biết đó, đâu là cái đời và đâu là cái đạo, mà nó chỉ nhích nhau một chút xíu thôi. Nếu mình rõ được cái đó thì mình sẽ làm được rất nhiều cái điều tốt đẹp và an vui cho cái đời sống của mình. Có một cái câu chuyện, nó có cái tên là Cho và Nhận đó. Thì câu chuyện này nó kể về chuyện hai thầy trò. Cậu này là một sinh viên, đi với giáo sư của mình. Thì cái tuổi trẻ thì thích đùa giỡn, cho nên khi hai thầy trò đi đến một cái vùng đó là một cái miền quê, thì cậu này mới thấy là ở trên cái bờ ruộng đó nó có một cái lâu dài, ai để đó lâu dài cũ rồi. Thì cậu mới nghĩ mình đùa chút cho vui. Thì cậu mới nói với ông thầy á, cậu nói thầy, con sẽ giấu một chiếc dài, rồi xong thầy trò mình kiếm cái chỗ mình nắp vô, để coi cái người mất cái chiếc dài đó người ta phẳng bước ra sao. Cậu này thích đùa như thế. Thì cái ông thầy cũng nói là không nên như vậy con. Bây giờ thầy đề nghị con á, là con lấy tiền của con á, con bỏ vào hai chiếc vàng, rồi mình cũng nấp qua một chỗ, thì con sẽ thấy những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Thì cái cậu này ngần ngừ, nhưng mà sau đó thì cũng nghe lời thầy của mình, mới đặt cái số tiền vào trong mỗi một chiếc vàng đều có tiền hết. Thì khi cái đúng như vậy là khi cái người nông dân này từ dưới ruộng lên, mà ta chùi cái chân ta sạch thì lấy chiếc dài ta xỏ vô. Thì khi mà xỏ cái chân một chiếc dài đó thì thấy nó còn trong đó, cho nên cái người này mới lôi ra thì thấy tiền. Thì cái người này rất là ngạc nhiên, không biết tại sao mà trong cái chiếc dài mà nó có tiền, cho nên là ông ấy nhìn quanh khắp hết để coi ai mà lại để cái tiền ở trong này. Thì ông đi tìm khắp không thấy ai hết á. Thì ông mới lấy cái tiền đó ra và ông cứ ngó như thế này, rồi ông lại ngó xung quanh không thấy ai hết, rồi ông bỏ tiền vào túi. Rồi đến khi ông xỏ cái chiếc dài thứ hai nó lại còn nữa, thì ông rút ra ông lại thấy tiền nữa, rồi ông ngó cùng khắp cũng không thấy ai. Vậy ông bỏ tiền vào túi xong ông mới quỳ lại, ông tạ ơn trời đất đã cứu giúp cho ông. Bởi vì hiện tại cái hoàn cảnh của ông là vợ ông bệnh, mà con thì nó nheo nhóc không có ăn, mà không biết trời đất thương như thế nào mà lại khiến cho hai chiếc giày nó có tiền, để cho ông có tiền có thể trị bệnh cho vợ và đồng thời đó có thể mua thức ăn cho con. Thì ông quỳ ông lại đã đời đất, mà cái mặt ông là hết sức là cảm động đến nỗi mà rơm rớm nước mắt, mà cứ lại tạ trời đất là đã thương cái hoàn cảnh của con mà cứu giúp cho con, để con có thể là chữa bệnh cho vợ và có tiền mua thức ăn cho con. Thì cái khi đó là hai thầy trò núp ở trong cái bụi cây đó yên lặng không có nói gì hết. Và sau đó thì cái người nông dân này đi về nhà. Thì lúc đó là ông thầy mới nói với cái người học trò của mình, con thấy không, cũng thời một cái việc mình làm, mà một cái việc làm mà đem đến cái hạnh phúc và cái an vui cho người khác đó, thì con thấy trong cái lòng mình con thấy như thế nào. Thì cái đứa học trò nó mới nói là con hết sức là cảm động, con không ngờ là một cái số tiền rất là nhỏ đối với con, nhưng mà lại nó rất lớn cho cái người này. Và người này đó là cảm tạ trời đất, bởi vì không biết ai mà lại hiểu rõ cái hoàn cảnh của mình. Chỉ có trời đất mới hiểu rõ cái hoàn cảnh của mình mà cứu giúp mình như vậy thôi. Cho nên con rất là cảm động. Và bây giờ thì con đã ý thức ra rằng đó, không nên đùa giỡn với người khác, mà lại khơi dậy cái sự bực bội, cái sự khó chịu
và cái đau khổ là người khác là cái việc con không nên làm. Như thế không? Cho nên ở đời đó có nhiều người đùa mà tạo nên cái ác không biết. Vợ chồng ta đang vui vẻ thì mình lại cà rỡn, mình nói bà mà không để ý ổng ha. Tôi thấy ổng lúc này lén phén người này người kia nói tôi thấy rõ ràng như vậy. Đó, thì cái gia đình người ta lâu thôi. Và có một cái trường hợp sư cô biết rõ thế này. Là cái hai vợ chồng này năm đứa con mà ông chồng hiền lắm. Ông chỉ biết đi làm thuê rồi về rồi đưa hết tiền cho vợ thôi. Còn bà vợ thì ở nhà đó là làm đủ thứ đó. Trồng trọt rồi hái rau đi bán rồi là nuôi heo nuôi gà rồi lo cho con có là quần quật cả ngày luôn. Chỉ biết cái gia đình mình thôi. Thì những cái người mà ta nhậu nhẹt ta rủ ông đi, ông không đi. Thành ra người ta mới chọc ghẹo. Bữa đó người ta mới nói nè, ông á, tôi nói cho ông biết nè, tôi rủ ông đi ra quán cà phê mình uống nước, đàn ông phải ngồi với nhau nói chuyện mới biết chuyện này chuyện nọ, còn ông nó tối ngày chỉ biết đi làm về đưa tiền cho vợ mà không biết vợ mình ra sao hết. Để tôi nói cho ông biết này, rồi ông về ông tự điều tra lấy. Con vợ ông với cái thằng đánh xe ngựa nó lén phén nhau rồi mà ông đi ông đâu có biết. Giờ đó vậy tôi thấy tận mắt kìa. Thì cái ông này về đó là ông lùng bùng với vợ ông, nhưng mà vợ ông đâu có biết cái chuyện gì xảy ra, bởi vì mình tối ngày làm cũng hết việc mà làm sao mà lại biết được cái chuyện gì xảy ra. Thì sau đó là ông kiếp chuyện ông đánh thì ba đây cũng không biết, mà tại sao ông sanh cái chuyện đó đánh, không biết ông có cái tâm thần cái gì không thì không biết, nhưng mà thôi nhịn. Thì sau đó là những người đó họ cứ tiếp tục họ nói đùa như vậy. Thì cái người này đó mới lấy cái mua cái dây xích về đó, là sáng xích vợ vô trong cái cây cột nhà, không cho đi đâu, không cho làm gì hết. Thì cái chuyện này đó là khổ quá, cho nên là cô này cổ mới khóc. Thì mấy người hàng xóm ta tới thì cổ mới nói làm ơn báo cho cái người chị chồng của cổ qua đây. Thì cái người chị chồng qua đó thì cổ mới nói với chị chồng cổ đó là chị giúp cho em đi, chị tìm hiểu coi sao mà bây giờ ảnh có cái thay đổi kỳ lạ quá em không biết. Thì cái bà vợ tìm hiểu thì bà mới biết ra cái chuyện vậy. Bà mới nói chẳng qua là người ta nói đùa mà cái thằng này đó cứ tưởng là thật, cho nên bây giờ nó khóa em thì thôi bây giờ về đi, mình tính cái kế vậy đi, tức là sáng thì chị sẽ qua, chị kêu người tới làm cái ổ khóa, cái chìa khóa mới, rồi cứ mỗi ngày vậy là chị mở khóa cho em, ở gần tới nó về thì khóa lại, cứ làm như vậy. Thì như chúng ta không biết rằng là không thể nào sống cái đời sống nó được hết. Rồi cuối cùng thì cái người chị chồng nó chịu không nổi, mới đi kiếm mấy cái người bạn nhậu, mới nói là mấy ông cũng phải thương cho năm đứa nhỏ chứ. Bây giờ con của nó nhỏ như vậy mà cái vợ chồng phải làm mới nuôi con được, mà bây giờ khóa xích nó như vậy đó, nó lấy đâu nó giặt giũ áo quần cho con nó còn phải trồng trọt, nó phải cho heo ăn cho gà, rồi còn làm thuê làm mướn người ta nữa, mà tại sao nó đùa nó chơi gì kỳ cục quá vậy. Nếu mà mấy ông không có giải cái chuyện này ra đó, tôi phải ra tôi trình với công an thôi, chứ tôi không có để mà cái chuyện mà nó kỳ cục đến như vậy. Thì sau đó thì mọi chuyện nó mới nguôi ngoai lần. Thì chúng ta thấy không, nhiều khi cái đùa giỡn của mình mà mình tạo nên cái ác mình không biết. Cho nên cái chuyện nhỏ xíu là thấy một cái đôi giày, bây giờ cái đôi giày là nên giấu đi một chiếc, để cái thái độ của người ta khi mất cái món đồ của người ta phản ứng ra sao, để cười chơi. Và một cái cách thứ hai đó là mình biết đây là một cái người ta vất vả mới tìm ra đồng tiền. Thì bây giờ đây là một cái món quà trên trời rớt xuống, tại sao mình không làm để cho người ta được cái niềm vui, để ta thêm tin tưởng vào cái đời sống là người ta là người lành, một cái người tốt. Thì khi người ta lâm nạn thế nào trời đất cũng có cứu giúp cho người ta. Cho nên là trong cái đời sống đó, cái thái độ mà ứng xử của chúng ta, nếu mà chúng ta ứng xử đúng với cái sự trung thực, với sự trung hậu, với cái lòng nhân ái, thì bao giờ chúng ta cũng đem cái ấm áp lại cho cái đời sống của mình và cái đời sống của người xung quanh.
Bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà nó thường nhật trong cái đời sống của mình. Cái thường nhật đó là gì? Tại vì chúng ta là cái người Việt Nam, chúng ta sanh ra trên một cái xứ sở mà cái nghiệp sát nó rất là nặng. Bởi vì đằng đẵng từ cái hồi mà chúng ta lập quốc cho đến ngày nay đó, thì cái xứ sở chúng ta là hết ngoại xâm rồi đến nội chiến. Thành ra là phải nói chiến tranh là nói đến cái nghiệp sát. Và cái chuyện mà ngay cái thời bây giờ, cái thời điểm bây giờ là cái thời mà người ta, cái người mà tin về cái nhân quả cũng có, mà cái người đó phủ nhận cái nhân quả cũng có. Nhưng mà có những chuyện xảy ra đó, làm cho người ta bắt buộc phải nghĩ rằng có nhân quả. Thí dụ như một cái chuyện mà chắc nhiều người cũng đã biết đó, là cái chuyện mà ta nói về cái hai cái làng thịt chó ở ngoài Bắc. Trong đó có là có cái làng thịt chó gọi là cái làng Nhật Tân. Thì khi nó khởi lên đó, thì là phải nói là mọc lên như nấm. Mà những người mà làm cái nghề bán chó, bán thịt chó mà làm thành thức ăn cho người ta ăn, người ta nhậu đó, thì phải nói là giàu rất là nhanh. Cất nhà lầu, sắm xe rồi cuộc sống người ta thay đổi trong tích tắc. Nhưng mà cái làng chó nó lên cao rồi đó, thì cuối cùng là cái làng đó nó cũng rụi tàn rất là nhanh. Hiện giờ đó là phải nói là coi như 10 phần còn chưa tới 1. Thì trong số những cái chuyện mà nó xảy ra thuộc về nhân quả mà người ta biết được đó, thì có một cái chuyện mà nó làm thành cái dấu ấn. Bởi vì cái chuyện này nó liên quan tới cái sự điều tra của công an. Đó là cái chuyện là trong cái nhà trọ đó, là khoảng 3 giờ sáng thì người ta nghe cái tiếng kêu thất thanh của người đàn bà là cứu tôi với, chồng tôi giết con rồi. Thì khi người ta ùa tới đó, người ta thấy một cái hiện tượng nó xảy ra như thế này, là hai đứa con gái, hai vợ chồng với cái phòng trọ nó nhỏ lắm. Thì cái ông chồng thì tay đó còn cầm cái chài mà để đập đầu chó đó. Thì đã đập đầu hai đứa con, và đứa này chồng lên đứa kia, thì hai đứa nhỏ nó chết mà con mắt nó mở tráo trưng ra. Thì ông vẫn cầm cái chài cũng đứng thế, còn bà vợ thì khóc lóc, mà khóc mà hốt hoảng, coi như là kinh hoàng quá. Thì đến khi người ta vào đó thì người ta thấy ông vẫn đứng vậy. Rồi sau đó thì người ta mới dẫn ông ra ngoài, rồi đưa ông về công an. Thì hỏi ông tại sao mà lại cầm cái chài đó mà đập hai đứa con mình vậy. Ông nói đâu có, tôi đâu có đập con tôi đâu. Theo thường lệ là sáng là 3 giờ mấy thì tôi đến cái chỗ mà lò mổ đó, cái lò mà để giết chó đó, thì tôi tới đó là tôi đập đầu chó. Thì đó là công việc hàng ngày của tôi mà. Thành ra sáng nay tôi giết hai con chó, nhưng mà tại sao mọi người làm ầm ĩ lên như vậy, tôi đâu có giết con tôi. Tôi đang ở lò mổ mà. Và mỗi ngày như vậy đó là tôi đập mười mấy hai chục con chứ đâu phải một con đâu, mà bữa nay là làm rắc rối vậy. Thì ổng lúc mà cầm cái chài lên đập con thì thấy hai đứa con là hai con chó ổng làm. Ổng là người đi làm thuê, những người chủ đó thuê ổng đập đầu chó rồi cạo lông chó rồi rã chó ra cho người ta bán, thì mỗi ngày ta trả tiền công cho ổng. Và ổng làm nhiều lò nhiều nơi rồi thì hai vợ chồng mới đến cái làng Nhật Tân này để làm thuê ở trong cái nhà trọ vậy. Và khi công an bắt đó thì hỏi ổng thì ổng trả lời như vậy. Ổng nói hoàn toàn ổng không có dại dột gì mà giết con cả, chỉ là giết hai con chó thôi. Cho đến khi mà ổng tỉnh lại được rồi đó, ổng hiểu ra được rằng là chính ổng đã đập đầu hai đứa con. Thì hai đứa con chết 49 ngày sau thì ổng cũng treo cổ chết luôn. Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng cái người đàn bà mẹ của hai đứa con và vợ của người chồng như vậy, thì chúng ta thử tưởng tượng là sẽ sống ra sao. Cho nên mình gieo cái đau khổ, cái chết chóc cho những chúng sinh khác thì cũng có nghĩa là mình gieo cái đau khổ và chết chóc cho chính bản thân của mình. Đây là cái luật thuộc về nhân quả. Hãy mình gieo gió thì mình gặp bão,
hả, mình gieo cái nhân lành thì mình gặt quả lành, là gieo nhân không lành phải gặt quả không lành. Đó là cái luật thuộc về nhân quả, mà mình biết hay không biết thì nó cũng đều như thế, không có thể khác hơn. Một cái làng Phúc Lâm ở ngoài Bắc cũng vậy, một cái làng mà chuyên giết trâu bò, thì cuối cùng đó chính những cái con trâu đó nó lồng lộn lên và nó chạy khắp trong làng đó, thì cái người mà nó nhào tới để nó giết đó, thì người ta xét ra đó toàn là những cái gia đình mà sống bằng cái nghề mổ trâu thôi. Và cái làng đó bây giờ thì rất là giàu có, nhưng mà cái nghề mổ trâu cũng đã dẹp qua một bên rồi, không có làm nữa. Cho nên là đừng có tưởng rằng cái việc mình giết con này con kia để ăn thịt là bình thường. Cái này không có bình thường, mà cái này là chúng ta đang gieo xuống một cái nghiệp rất xấu cho mình, xấu lắm. Tại vì chúng ta nghĩ nha, mình nói mình là con người, mình nói con chó, con bò, con heo, con gà, con vịt, con ếch, con lươn, con rắn, thì mình nói đó là súc sanh. Nhưng mà trong kinh điển á, thì Đức Phật gọi đó là bốn hạng người khổ. Hạng người khổ thứ nhất là súc sanh các loại. Nhớ là hạng người nhé. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thấy thế này, mình có mắt thì cái con chó cũng có mắt, mình có tai thì con chó cũng có tai, mình có mũi nó cũng có mũi, mình có lưỡi nó cũng có lưỡi, mình có thân nó cũng có thân, và mình có tâm ý nó cũng có tâm ý. Là bởi vì mình nói nó biết nghe, mình dạy nó được mà, nó đi như vậy mình kêu nó trở vô nó biết mà, mình biểu nó nằm xuống biết nằm mà, biểu ăn biết ăn mà mình đánh nó biết đau mà. Như vậy thì lục căn mình có, thì lục căn con chó cũng có đầy đủ. Và trong công thật nói sao? Vì sao ta trở thành súc sanh? Là bởi vì cái si mê nó che lấp trong tâm của người ta, thì người ta phải tái sanh làm hạng súc sanh. Thành ra cái việc mà giữa một cái con người và cái con vật, cái việc mà thân hoại mạng chung đi vào cái con đường súc sanh là cái chuyện không có gì khó khăn cả. Dễ dàng lắm, không có gì khó khăn. Cho nên là khi mà mình có cái nhu cầu giết những cái con vật khác để mình nuôi cái mạng sống của mình đó, thì mình phải hiểu rằng đây là cái việc không nên làm. Mà nếu như chúng ta nói theo cái khoa học hiện tại thì mình nói thế này, là khi cái thân thể của mình nó có một cái, nó giống như là nó có một cái từ trường, nó có một cái sự rung động của nó, thì khi một cái con vật nó cũng có một cái từ trường, nó cũng có một cái làn sóng, nó có cái sự rung động của nó, thì cái khi mà cái con vật nó chết trong lúc nó hoảng sợ như vậy, trong lúc nó đau đớn như vậy đó, thì nơi cái thân của nó, cái phản ứng đó làm cho cái thịt của nó trở nên độc, cái máu nó bắt đầu nó đen lại và nó độc, và những cái bệnh tật của nó cũng vẫn còn nằm ở trong đó. Thì khi mình ăn cái thức ăn nó vô thì nó làm cho cái từ trường ở trong cái cơ thể của mình nó thành một cái từ trường xấu, nó không phải là một cái từ trường tốt. Cho nên là ngày nào mình còn ăn thịt súc sanh, để có những cái người mà người ta phải giết mổ gà vịt heo rồi lươn rồi ếch rồi chó rồi trâu bò vân vân, thì cái ngày đó chúng ta còn nằm trong cái cộng nghiệp sân. Và khi những cái chúng sinh đó phải chết trong đau khổ như vậy đó, để cho mình được có cái miếng ăn mà nó thỏa thích như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhân quả này mình không có thoát được đâu. Cho nên cái người Tây Tạng đó, phần lớn khi người ta chết đó, thì chỉ có những cái bậc cao tăng, những cái bậc hiền đức thì mới được quả táng thôi, còn ngoài ra tất cả đều là điểu táng hết.
Tại vì người Tây Tạng ở vùng núi cho nên là họ ăn thịt chứ rau cải hiếm lắm, không có thể nào cung cấp đủ hết. Do đó là họ hiểu được cái luật nhân quả, cho nên là khi họ chết rồi đó thì sau khi làm lễ xong rồi thì người ta đem cái tử thi đó lên cái vùng núi, và nơi đó thì có những cái âm công, người ta làm cái công việc đó, người ta sẽ mổ xẻ cái tử thi này ra để cho những cái vị sư hoặc là những người học về cái ngành thuốc của Tây Tạng đó thì có thể là lấy cái đó giống như một cái tử thi mổ ra để học vị học. Rồi sau khi mổ xong rồi đó thì họ mới quăng cái đó cho kênh kênh và quả nó ăn. Thì người ta nghĩ rằng là cái khi người ta sống thì ta ăn thịt của những chúng sinh khác, thì bây giờ khi người ta chết thì cái thân người ta cũng trở thành là thức ăn cho những chúng sinh khác để người ta tránh cái nhân quả đau đớn trong đời của người ta. Thành ra ở đâu cũng có cái nhân quả. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái câu chuyện khác. Cái câu chuyện này nó không có kinh khủng như là cái chuyện mà tạo nên cái nghiệp sát. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà chúng ta đây đó nhiều khi cũng vướng phải, chứ không phải là riêng vì cái người trong cái câu chuyện này. Đây là câu chuyện nói về một cái người phụ nữ ở châu Âu, bà tên là Rachel. Khi mà bà tìm đến cái người thầy thuốc đó thì bà mới nói là tôi đau khắp cả người, nhất là tôi đau đầu dữ lắm mà tôi đau về ban đêm. Thì khi mà ông thầy thuốc này tiếp xúc với cái người này đó, thì ông ta thấy người này đó là cái người mỏi mệt lắm, cái mắt thì thâm quầng, và cái toàn bộ con người đó là nó giống như kiệt sức, nó thiếu cái sức sống. Thì ông thầy thuốc đó nhìn cái người này thì ông thầy thuốc mới nhận ra rằng đó là cái người này đó trong cái tâm đó, nó có cái điều gì thống hận dữ lắm. Cho nên là nó đã làm cho cái thân thể của người này đó, nó mất đi cái sức sống. Thì ông thầy thuốc mới hỏi, thì cái bà này bà nói thế này. Bà nói rằng tôi bệnh nặng từ khi mà tôi ly dị với chồng tôi. Là vì tôi với nhà tôi sống với nhau đó là được 3 đứa con. Thì hai vợ chồng cùng kinh doanh với nhau. Nhưng mà sau một thời gian đó, tôi kiểm tra lại thì tôi thấy là chồng tôi mới biển thủ hết tiền bạc, bởi vì tôi tin tưởng là chồng của mình, hai vợ chồng cùng làm. Nhưng mà ông ấy đã khéo léo, ông ấy đã tuồn cái tiền đó đi, biển thủ cái tiền đó và đưa cho một người đàn bà khác. Và khi tôi biết ra mọi chuyện đó thì tôi trở nên trắng tay, bởi vì ông ấy quá khôn khéo cho nên là ông đã biển thủ hết tiền rồi. Và khi ra tòa như thế thì giữa tòa đó ông ấy nói như thế này, là tôi không có khả năng kinh tế để nuôi 3 đứa con, cho nên bây giờ quyền nuôi 3 đứa con là quyền của ông. Và ông ấy luôn luôn đe dọa rằng là ông sẽ bắt 3 đứa nhỏ này đi bất cứ lúc này. Cho nên là tôi bị khủng hoảng như đó, tôi chịu đựng không được. Bây giờ mình không thể tưởng tượng được cái người mà chung sống với mình có 3 đứa con đây, thì cái người đó không có nghĩ tới con, cũng không nghĩ đến cái tình nghĩa chồng vợ, cũng không nghĩ đến cái công sức của hai người cùng làm, mà người ta biển thủ tiền bạc đó, người ta đem đi hết. Rồi bây giờ người ta còn dí mình vào cái chỗ chết đó, là coi như không cho mình nuôi con, mà lấy lý do rằng mình không có tiền bạc. Mình không có tiền bạc nhưng mình còn sức khỏe, mình có thể đi làm thuê làm mướn để nuôi con, nhưng người ta chẹn mình lại như vậy. Thành ra tôi vừa sợ hãi, tôi vừa căm thù cái người đó. Và cứ mỗi lần không nghĩ tới thôi, mà tôi nghĩ tới đó, thì phải nói là tôi vừa căm thù, tôi vừa sợ hãi, tôi không thể nào quên được. Và cái hình ảnh của người này đó ám ảnh trong tâm tôi, làm cho tôi đó, cái người của tôi đó giống như là bây giờ tôi bị, cái cơ thể của tôi nó bị kiệt sức, và tôi đau đầu dữ. Và trong người tôi cái chỗ nào nó cũng đau, đụng tới đâu nó cũng đau đó. Thì cái ông thầy thuốc này ông rất là giỏi. Ông không những là thầy thuốc, ông còn là cái nhà ngoại cảm, cho nên là
ông nhìn thì ông mới nói thế này, tôi đã thấy trong cái hào quang của bà đó là nó có hình ảnh một cái người đàn ông có râu và ông ta rất là dữ dằn, và tôi cũng nhìn thấy những cái đứa con hoảng loạn của bà. Nhưng mà tôi xin nói cho bà biết, tự bà đã làm cho bà đi vào trong một cái tình trạng mà sức khỏe suy kiệt, mà cái tinh thần hoảng loạn như thế này là tự bà. Bà không, bà nói tôi biết làm sao hơn, bởi vì tôi không thể nào đó là xóa được cái căm thù trong cái lòng tôi, và tôi cũng không thể nào dìm được cái sự sợ hãi của tôi, bởi vì ông ta là một cái hung thần, một cái ác quỷ đã đe dọa cái đời sống mẹ con tôi, cho nên tôi không có lỗi thôi. Thì ông thầy thuốc, ông nói thế này, tất cả đều do trong cái suy nghĩ của mình. Chúng ta thử hình dung như thế này, có hai người đã đi trên cái cầu, thì cái cầu đó nó nhỏ quá, thì đến cái chỗ đó là hai người phải xích vào nhau. Nhưng bây giờ không ai nhường ai hết đó, thì hai người phải đứng trên cái cầu mà. Bởi vì nếu có một người nói rằng là tôi sẽ nhường cho bạn đi trước, thì cái người này sẽ đi được, người này nối gót theo sau. Còn nếu không, không ai nhường ai hết, thì hai người sẽ mắc kẹt ở cái cầu. Cho đến chừng nào người ta quát lên, người ta nói tại sao mày điên khùng mà đứng giữa cầu như vậy, tránh ra xa, thì hai người dạt qua một cái, thì cái người đi qua được, thì những người hai người này cũng tiếp tục đi qua được. Như vậy tất cả những cái đau khổ người ta gieo rắc xuống cho mình mà người ta không ngừng lại, và bản thân của mình cũng đau đớn hoảng loạn và căm thù không ngừng lại, và không có ai ngừng lại cả, cho nên chúng ta mắc kẹt giữa cái con đường đó và giam hãm cái cuộc đời nhau, và làm cho đau khổ cho đến cùng cực. Và nếu chết tại cái chỗ đó, chúng ta cũng không hiểu tại sao. Cho nên phải mở ra một cái con đường, cho nên phải tự mình nhìn cho ra. Và cái cách nhìn của nhà Phật chúng ta đó, hãy nhìn cho ra nhân quả. Và nhân quả có nói thế này, tất cả những gì mình gieo rắc xuống cho ai đó hoặc là cho chính bản thân mình, thì có một ngày nào đó mình sẽ nhận lại y như mình đã gieo rắc. Như vậy cái người đàn ông để khổ cho mình đây, đã đối xử với mình đó tận cùng bằng sự tàn nhẫn đây, chính cái cách thức này, từ trong vô lượng kiếp, không biết cái kiếp nào mình đã làm đúng như vậy. Mình có nhận ra nhiều người đau khổ rất lạ lùng. Hai vợ chồng làm ăn giàu có tiền có bạc, con đi du học. Và gia đình không có cái chuyện gì mà gọi là có cái gì nghi ngờ lẫn nhau, không có. Nhưng mà thường thường thì hai vợ chồng chia nhau để mà cai quản công việc, một người từ miền Đông ra tới miền Trung, một người đó là đi từ thành phố về tới miền Tây. Thì mỗi một tuần đó là gặp nhau ở trong cái căn nhà của chính mình. Nhưng mà một hôm đó là sáng Chủ nhật, thì cái người vợ lo cái bữa ăn sáng. Thì ông chồng thường là sáng ngủ dậy tắm rửa xong rồi ăn sáng rồi thì vợ chồng là nói chuyện hoặc làm cái gì với nhau đó, bàn bạc công việc rồi tính toán sổ sách vân vân. Thì cái sáng đó là bà nấu ăn sáng xong thì ông mới tắm rửa xong thì ông mặc một cái bộ đồ rất đẹp vào. Thì bà hỏi, ủa sáng nay đi đâu mà anh lại mặc cái bộ đồ nó coi long trọng như vậy? Thì ông nói đi dự đám thôi thôi. Rồi bà hỏi, ủa đám thôi thôi của ai mà không nghe báo mà thế mà bữa nay là anh đi? Ông nói đám thôi thôi của con anh. Thì bà ngó ông vậy,
Ông mới nói đây là đứa thứ hai rồi. Thì bà sững sờ không có nói được. Thì ông coi như không có gì. Trong lúc mà bà đi vào trong phòng và đóng cửa lại để mà bà nhận định ra rằng đây là cái lời nói đùa hay lời nói thật. Thì ông mà nè ăn sáng xong là ông đi. Thì khi bà biết rằng đây là cái sự thật, một cái sự thật mà hết sức là ngỡ ngàng như thế này, thì bà nghĩ thế nào? Bà nghĩ rằng người ta đã tính lâu lắm rồi, còn mình thì không biết gì. Nếu bây giờ mình khóc than, nếu bây giờ mình tự giận mà chết, thì hai đứa con mình sẽ ra sao? Tiền đâu nó đi học và nó sẽ ra sao? Thì bà tỉnh lại và bà đi lo công việc làm thế nào để mà còn một cái chút gì đó để lại cho con mình. Thì cái người đó tỉnh táo được một lúc, nhưng mà cái sự việc sau đó nó không đơn giản như vậy, mà đưa nhau ra tòa kiện thưa đủ cái mọi thứ. Thì chúng ta phải hiểu được cái đời sống đối với nhau đó, cái những cái quả thiện đó, nó chỉ đến trong một khoảng nào đó thôi, rồi sau đó nó đang xen những cái quả bất thiện. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đinh ninh rằng đó mình sẽ có phước đến trọn đời. Phước đến ngày nào, tháng nào, năm nào, được hưởng bao nhiêu thì biết từng đó mà thôi. Và khi những cái bất trắc nó xảy ra đó, chúng ta phải hiểu đây là nhân quả với nhau, để chúng ta tỉnh táo, để chúng ta hiểu biết, chúng ta nhận định mà chúng ta xử lý. Chúng ta tìm một con đường đi với mình, cho mình. Cho nên nếu như cái người đàn bà đó, cái bà ra xem, bà nghĩ thế này: bây giờ tiền của thì mất hết rồi, đâu có lấy lại được đâu. Nhưng bây giờ may mắn có một điều đó là mình không có ở chung với một kẻ thủ đoạn và trộm cắp như thế này. Thôi thì của đi thay người. Thôi thì kể từ đây đó, mình nên lo lại cái đời sống của mình. Thì phải dành hết cái thời giờ đó để mà tái tạo lại cái đời sống. Vẫn hay hơn là bây giờ cứ để cho cái nỗi mà oán hận đó, nó ám ảnh trong cái đời sống của mình. Và như vậy, hai bên đó, nó tỏa một cái năng lượng xấu, một cái năng lượng ác, một cái năng lượng mà làm cho suy sụp cho cả đôi bên, không có ích lợi gì. Sư cô biết một cái trường hợp nữa đó, là cái cô này đó, đã lập gia đình có hai đứa con. Khi sanh cái đứa con thứ hai được 2 tháng, thì cái người chồng cô nói thế này: bây giờ mình ly dị. Thì cô hỏi là tại sao phải ly dị? Thì ông ấy nói là đơn giản là bây giờ tôi đã gặp được một nửa của đời tôi rồi. Thì bà hỏi như vậy cái lúc mà anh với em gặp nhau để cưới nhau thì cái đó là cái gì? Ông ấy bảo là lúc đó tôi cần một cái người vợ, cho nên là tôi đã cưới em làm vợ. Nhưng mà sau cái thời gian dài chung sống á, em vẫn chưa phải là một nửa cuộc đời của tôi. Và bây giờ tôi gặp được một nửa cuộc đời của tôi thì tôi không có giải gì để cho nó vụt mất. Thành ra tôi đề nghị là ly dị. Thì cô này khóc dữ lắm, không chấp nhận ly dị. Thì ông mới bảo là sớm cũng ly dị mà muộn cũng ly dị. Tốt hơn ly dị sớm hay hơn là để kéo dài vô. Thì khi bà ấy biết rằng cái chuyện này không có còn gì để nói được nữa, thì bà nói rằng bây giờ đó tôi chấp nhận ly dị, nhưng mà tôi không thể gồng gánh nổi một lúc mấy đứa con như thế này, cho nên là bây giờ phải giải quyết thế này. Con thì tôi nuôi, nhưng mà đưa nó đến trường đi học đó, thì sáng sớm ông đưa, chiều đi về, còn cái đứa nhỏ nhất thì tôi đây là
giải quyết tôi nuôi đó cho tới 6 tháng thì tôi mới gửi nó vô cái chỗ nhà trẻ, rồi tôi tự bồng con tôi đi gửi, chiều tôi bồng con về, còn mấy đứa kia thì ông đưa ra. Ông bảo không, không có thể nào mà đem mấy cái đứa nhỏ để ràng buộc cái cuộc đời của tôi. Nếu mà cô không nuôi nó thì cô cứ đưa nó vào cô di viện, hoặc là cô cho ai cũng được, cô lấy một số tiền. Thì cô này đó không có thể chịu đựng được. Và cái khi mà một mình vất vả phải nuôi con như vậy đó, thì có những khi cô bị căng thẳng quá, thành ra những cái đứa nhỏ thì nó có biết gì đâu, cho nên có khi là cô đánh nó. Cô lúc nào cũng hét lên, rồi cô khóc. Thì đó là cái nỗi ám ảnh cho những đứa con. Đến khi cái đứa con gái đầu tiên của cô nó học ra trường, nó trở thành là bác sĩ, thì cô đi dự cái ngày lễ tốt nghiệp của nó. Thì cái hôm đó khi về nhà nó ôm mẹ nó, nó nói má ơi con thương má. Thì bà mới sững sờ, bà nói về mấy lâu nay con không có thương má sao? Nó nói phải, mấy chị em con không có đứa nào thương má hết, mà đứa nào cũng sợ má cả. Bởi vì má la hét, má đánh đập, và má làm cho tụi con nó thấy ác mộng không à. Cho nên tụi con thương má không nổi. Nhưng mà bây giờ con càng ngày còn lớn, nhất là con học cái ngành này ra đó, con biết tại sao má như vậy. Cho nên con thương má lắm. Bây giờ con hiểu má lắm, con thương má rất là nhiều. Thì cô ấy từ cái hôm đó, cô nghĩ rằng mình đã để cho mình đau khổ, bức xúc quá nhiều mà không có giải quyết được. Cho nên cô tìm tới đạo Phật, cô vốn gốc là người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà cô đi tìm đến đạo Phật vì cô nói rằng đạo Phật có thể giải cho người ta thoát khổ. Và cô đi tìm hiểu tại sao mà cô phải lâm vào cái hoàn cảnh đó. Và suốt mấy chục năm như thế, một mình cực khổ, vất vả, trăm bề đủ có mọi thứ để nuôi con như vậy, mà con vẫn thấy mẹ như là ác quỷ, như là gọi là những cái cơn ác mộng của nó là thế nào. Nhưng sự thật vẫn là cái sự thật. Cái khi cái tâm của mình đã bị nhiễm độc, tự mình đã thui chột một cái đời sống nội tâm của mình, tự mình làm cho mình lạnh lẽo, mình chai đá, mình cằn cỗi, mình trở nên ác độc với chính mình, thì làm sao con mình chịu được? Đó là cái điều mình không nhận ra đó, là mình đã gọi là đầu độc chính cái cuộc đời của mình. Mà mình không biết tại sao phải oán hận người khác, tại sao phải căm thù người khác, tại sao phải sợ hãi người khác. Chỉ vì ta đây muốn được cái sự săn sóc, muốn được sự thủy chung, muốn được sự đầm ấm, mà ta không có được. Và người ta đã dẫm nát hết, cho nên ta nổi dậy một cái lòng căm thù. Nhưng phước ta không đủ thì làm sao? Tất cả đều do phước mà. Và cái này trong Phật Pháp có nói nha, khi chúng ta giữ giới, chúng ta không phạm giới tà dâm, thì nhiều đời nhiều kiếp chồng vợ thủy chung với nhau. Còn nếu chúng ta phạm giới như cái người bạn đời của chúng ta đã phạm giới đây, thì ngày hôm nay chúng ta đau, bản thân ta đau khổ thế nào, thì cái người này khi cái quả trổ sanh cũng sẽ nhận lãnh y như thế. Ta nhận ra được để chi? Để chúng ta không mắc kẹt giữa cái con cầu nhỏ này. Ta nhận ra được để ta lùi một bước cho cái người đã tiến tới đi. Đằng nào cũng mất tiền mất của rồi, tại sao ta không nói một lời bố thí đi? Tiền đằng nào cũng mất rồi, bây giờ ta bố thí đi. Ta hãy nói thế này: với tất cả công sức mà tôi đã chung sức với cái người đàn ông này để làm ra của cải tài sản mà nuôi con đây đó, ngày nay cái người này đó là coi như trộm cắp hết rồi, nhưng mà thôi,
tôi sẽ cho hết cái số tiền này để anh ta không phạm tội. Ngày nay anh ta đối xử phũ phàng với tôi, nhưng mà tôi không thể phũ phàng với anh hết. Bởi vì tất cả những cái gì ngày hôm nay tôi nhận được trong cái sự đau đớn này, vì tôi cũng đã từng làm như anh ta. Nay tôi sám hối, tôi hiểu rồi. Cho nên tất cả những gì anh lấy, tôi không cho anh là trộm cắp nữa, mà tôi cho anh đó, tôi cho anh hết đó, rồi tôi sẽ tạo dựng lại. Tất cả những gì anh phũ phàng với tôi đều tha thứ dần hết. Là bởi vì tôi muốn giữ lại cái sự tốt đẹp trong lòng tôi. Tôi muốn giữ lại một cái sức sống nơi cái thân này, cũng như nơi cái tâm này. Tôi không muốn hủy hoại đời nữa. Và như vậy tôi lùi một bước để nhường cho anh tiến lên một bước. Và tôi sẽ đi một mình thông thả trên cái cầu này. Là bởi vì chung cuộc một cái cuộc đời của chúng ta đó, không phải là cái người thân yêu của chúng ta đâu. Chúng ta có mặt trên đời này nè để chúng ta hoàn thiện một cái kiếp sống của chúng ta. Rồi chúng ta lại tái sanh, chúng ta lại làm những cái điều tốt để hoàn thiện kiếp sống tiếp theo. Bởi vì chúng ta đặt cái con đường tiến hóa tâm linh, cái con đường thiện lành, cái con đường của trí tuệ sáng suốt là cái đỉnh cao trong cái đời sống của chúng ta, tất cả bao nhiêu đó. Còn cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, kể cả xã hội này, chúng ta xuất hiện nơi đây để chúng ta làm hiển lộ tất cả những cái điều lành, điều tốt của chúng ta ra. Chứ không phải chúng ta xuất hiện ở đây để rồi đó chúng ta bị tất cả cái quả của chúng ta nó sẽ dùi dập chúng ta. Thông thường ở đời đó chúng ta nói thế này: người nào tốt với mình thì mình tốt với người ta chứ. Mình được qua cái phước mình ở chung với những cái người có đức hạnh thì mình trở thành cái người có đức hạnh. Chứ còn đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy chứ. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài chứ. Chúng ta nói vậy đúng, mà đúng có một phần thôi. Đúng có một phần thôi. Một phần đó là gì? Cái phần đó là chúng ta đây với cái tâm yếu đuối của mình á, bao giờ mình cũng để cho người ta chi phối mình. Bởi vì người ta có tốt thì mình mới tốt, còn người ta xấu là mình không tốt. Ủa, cái tốt của mình thì trong hoàn cảnh nào cũng phải hiển lộ ra chứ. Tại sao mình tốt có dưới điều kiện là người ta phải tốt với mình mới tốt, còn người ta xấu với mình là mình không tốt? Chúng ta nhớ xem. Bây giờ quý vị đây là những người có gia đình, có con cái rồi. Quý vị sanh cái đứa con ra, quý vị nhìn nó cười, quý vị nhìn cái da dẻ nó mỗi ngày nó phỏng phao lên. Có người cha, người mẹ nào mà không nở một cái nụ cười hạnh phúc đó. Và mình mong cái gì? Mong cho con mình đó, luôn luôn gặp được những cái điều tốt đẹp trong đời của nó. Rồi bây giờ mình dựng vợ gả chồng cho nó, rồi nó sống mà đến đời nó héo hắt cuộc đời của nó. Nó chán nản, tuyệt vọng, nó hủy hoại cái cuộc đời của nó. Thì người làm cha làm mẹ đau lòng biết bao nhiêu. Và như vậy mình làm con đây, báo hiếu được cha mẹ bao nhiêu chưa biết, nhưng mà thấy bất hiếu là đã quá rõ ràng rồi. Cũng chỉ vì cái người đàn ông này mà mình đây, cái cuộc đời của mình đó, như là nó bị dày nát không còn gì cả. Và sư cô vẫn thường nói nè, người ta phũ phàng với mình có một lần, hai lần, ba lần, nhưng mình phũ phàng với mình không biết bao lâu. Tại vì mỗi lần mình nhớ lại cái sự phũ phàng người ta đối với mình đó, thì mình không cầm lòng được. Mình khóc, mình đau khổ, mình giận dạ, mình oán hận, mình hoảng loạn vân vân. Đó là mình tự hại mình mà mình không có nhận ra. Người ta đánh mình rồi, người ta tàn nhẫn với mình rồi, người ta bỏ đi rồi, mình không cho phép lặp lại nữa. Mình phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ lên trong cái đời sống mình mới được.
Chúng ta nhớ trong cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Về tiền thân của Đức Phật đó, có một kiếp thì cái vị Bồ Tát này sanh ra là khỉ, mà là khỉ chúa. Một hôm khỉ chúa đi kiếm ăn trong rừng thì khỉ chúa mới nghe cái tiếng mà than khóc rền rĩ của một cái người. Thì khỉ chúa lần theo cái tiếng đó, thì khỉ chúa mới thấy một cái người đó rơi xuống dưới cái vực thẳm. Thì khỉ chúa mới truyền cây truyền dây, khỉ chúa đi xuống dưới đó. Và cái người này là coi như đuối sức rồi, thì khỉ chúa mới là kè cái người này, có khi là phải coi như là cặp lên trên mình để mà bồng cái người này đi. Thì lần lần như vậy đó, từ cái vực thẳm mà khỉ chúa kè cái người này lên tới trên bờ. Thì mà khi lên tới nơi đó thì cả hai nằm vật xuống, không có người nào mà tỉnh lại được hết. Thì nằm như vậy không biết bao lâu, nhưng mà cái người này đó tỉnh dậy chưa, cái nạn nhân tỉnh lại chưa, còn cái người mà đi cứu người đó thì còn nằm mê mệt đó. Thì cái người này khi mà tỉnh lại đó thì mới thấy bên mình là cái con khỉ chúa đang nằm ngủ, đang nằm mê mệt đó. Thì người này mới nói vậy: cả một cái ngày hôm nay mình đi săn mà không được cái con nào hết, rồi lại còn đi lạc đường, rồi lại còn rớt xuống như cái hố, tưởng là chết rồi, nhưng bây giờ thiệt là may mắn, không những là nó không chết mà bây giờ bên cạnh mình có con mồi. Như vậy thì bây giờ đó mình sẽ đập đầu cái con khỉ chúa này, và ngày hôm nay coi như là mình đã đi săn được một cái món mồi này. Và về như vậy rồi vừa có mà ăn, vừa có mà bắn. Thì nghĩ xong thì cái người thợ săn này mới dùng cái cục đá nó đập trên đầu cái con khỉ chúa rất là mạnh. Nhưng mà khỉ chúa vốn nó có cái phước đó, là cái nó mạnh mẽ dữ lắm. Cho nên là khi đập trên đầu nó đau đớn như vậy thì nó tỉnh lại, máu me nó tuôn xuống xối xả này. Nhưng mà cái gọi là cái bản năng sinh tồn của nó là khiến cho nó nhảy phóc lên cái cây. Ngày phóc lên cây và máu tuôn dầm về rớt xuống như thế này. Thì cái người thợ săn nó rượt theo nó. May là cái người này cung tên nó đều rớt xuống như cái hố thẳm hết rồi, cho nên là chỉ có tay không thôi. Thì khi mà cái con khỉ này mà nó ở trên cái cây như vậy đó, thì hai cái người này suy nghĩ khác nhau. Cái người thợ săn thì quyết bắt cho được con khỉ này, là bởi vì mình đập trên đầu nó vậy thì nhất định nó máu mà nó ra như cỡ này thì thế nào tới một cái chỗ nào đó nó cũng phải từ trên cây nó rớt xuống. Thì như vậy là mình lụm cái xác nó rồi đem về, rồi coi như ngày hôm nay đi không có thua lỗ gì hết. Nhưng mà con khỉ chúa đó, cái khi mà nó truyền trên cái cây á, nó mới nói là mình chỉ cứu được cái người này đó từ dưới cái vực thẳm lên tới cái miệng của cái bờ vực thẳm thôi, chứ vẫn còn ở trong cái rừng rậm. Nếu như mình không tiếp tục cái chuyện cứu cái người này ra khỏi tới cái bìa rừng đó, thì từ đây cho đến đêm đó, không biết cái tai họa gì sẽ xảy đến cho người này, rất là nguy hiểm. Cho nên khỉ chúa nghĩ như vậy đó, mà khỉ chúa mới là tìm cái hướng, và sau đó là khỉ chúa đó truyền trên cây và nghiêng người để cho cái máu mình đổ xuống đó. Thì cái người thợ săn này đó theo cái vết máu đó mà đuổi theo con khỉ. Nhưng mà thật ra là khỉ cố tình đi như vậy để dẫn người này ra tới cái bìa rừng. Rồi khi gần tới bìa rừng đó thì khỉ mới ẩn nấp vào trong cái chỗ mà cái người này không tìm ra được, để cho cái người này loay hoay rồi có thể ra bìa rừng mà thoát nạn. Thì chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta thấy tâm hai người khác nhau. Một cái con khỉ mà đi cứu một cái người lâm nạn, và khi cứu người lâm nạn rồi đó thì người này vong ân bội nghĩa ngay tức khắc, không những không biết cảm ơn mà còn lại tàn nhẫn với cái người đã cứu mình. Nhưng mà khỉ chúa không có gì cái sự xấu xa trong tâm của người thợ săn này đó mà quên cái công việc là mình phải cứu người này thoát nạn, cho nên tiếp tục cứ cứu người và trọn vẹn một cái tấm lòng để cứu người mà thôi. Trong tâm của khỉ chúa không biết sự oán hận, không biết sự trách móc, không biết sự căm thù. Và như vậy đó mới chính là cái hạnh lành trong tâm của khỉ chúa. Và cái hạnh lành này
Như nãy sư cô có nói, nó chính là mình hoàn thiện trong một kiếp sống của mình. Tất cả chúng ta đây rồi sẽ chết, rồi sẽ ra đi, sẽ bỏ lại tất cả những thứ thuộc về phước thiện của mình, nhà cửa, tài sản, người thân yêu chúng ta bỏ đi hết. Nhưng mà chúng ta mang đi cái gì? Chúng ta mang đi cái tấm lòng của Khỉ Chúa, hay chúng ta đây mang đi cái lòng của cái người thợ săn? Chúng ta nghĩ cái chúng ta phải ra sao? Cho nên cái người đàn bà gọi là Rachel đó, thay vì căm hận cái người chồng, thay vì quán ghét, thay vì nó trở thành là cái nỗi ám ảnh mà nó thiêu hủy cuộc đời của mình á, tại sao không giết nó đi? Tại sao không có buông bỏ nó đi? Tại sao không thương chính cái đời mình? Tại sao không thương chính các con của mình? Tại sao không làm cho sức khỏe của mình tốt hơn, không làm cho cái đời sống mình tươi tắn hơn? Mình để cho người ta hủy hoại cái đời mình, có phải mình yếu đuối lắm không? Tại sao đi với mục thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy? Một khi chúng ta đã mặc cái áo của bụt thì đi với ma cũng mặc áo bụt, mà đi với là bất cứ người tốt người xấu gì, áo bụt vẫn là áo bụt. Chúng ta đây sống chân thật, sống trung hậu, sống nghĩa tình thì chúng ta cứ thế mà sống. Còn ai đối xử xấu với chúng ta, đó là chuyện của người đó. Khi chúng ta hiểu được vậy, chúng ta giải quyết được như vậy, thì chúng ta sẽ cứu được cái đời của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu thế này, có một cái câu chuyện, người ta nói về cái tâm sự của một cái hòn đá, một cái hòn sỏi. Thì cái hòn đá nó nói vậy: khi mà tôi sinh ra, tôi là một cái tảng đá lớn ở trên núi. Nhưng mà với thời gian, với nắng gió, với mưa bão thì nó đã soi mòn và nó làm cho cái núi đó bị lở, và cái tảng đá này rơi xuống thì tôi đã tan nát ra thành từng những cái mảnh nhỏ. Và như vậy là tôi lăn lóc trên mặt đất này không biết bao nhiêu, và nó xô dạt tôi xuống suối, xuống sông, băm ra từng cái mảnh nhỏ và sầm sùi chịu đựng tất cả. Nhưng giờ đây, khi tôi nằm dưới cái lòng sông này, tôi là một cái cục đá, tôi là một cái hòn sỏi đã được mài nhẵn. Thành ra chúng ta có mặt trong cái đời này không phải thuần tí để hưởng phước báo, mà chúng ta có mặt trong đời này có những cái chúng ta nhận cái phước báo là nhận được những cái điều lành, điều tốt mà chúng ta đã gieo trồng. Bên cạnh đó, chúng ta có những cái chúng ta sai, có những cái chúng ta nhầm lẫn, có những cái chúng ta lỗi lầm, có những cái chúng ta gieo nên cái tội lỗi mà chúng ta đã quên rồi, thì bây giờ nó trổ ra trong đời. Và chúng ta phải sống trong một cái hoàn cảnh, chúng ta phải sống với những cái con người mà đã gieo rất sự đau khổ cho mình. Vậy tại sao mình không nhớ là mình đã từng gieo để mình oán hận làm gì? Cho nên cái viên đá rồi nó sẽ được mài nhẵn, rồi nó sẽ có một cái vẻ đẹp của nó. Cũng như chúng ta ở trong đời này, chúng ta gặp trở ngại, chúng ta gặp thử thách, chúng ta gặp gian nan, chúng ta bị dài đạp, nhưng chúng ta vẫn một niềm trung hậu. Chúng ta đây vẫn đối xử nghĩa tình, chúng ta đây vẫn con đường lành để mà đi, thì rồi cuối cùng cái con đường sáng vẫn mở ra cho chúng ta. Cho nên qua những cái câu chuyện như thế này, chúng ta học thêm một cái điều nữa là một cái vị thiền sư, bây giờ có để lại một cái thiền viện là cái thiền viện Sư Minh ở Miến Điện đó. Ngài Sư Minh khi mà viết một cái tập mỏng gì, có nói về cái con người gọi là con người đức hạnh, thì Ngài Sư Minh có nói thế này, nói về cái người đức hạnh thế này: người đức hạnh luôn luôn giữ vững, sống trọn vẹn nếp sống nhân đức, dầu cho người xung quanh có đối xử tệ bạc với họ thì họ vẫn giữ sự nhân đức của mình. Cho nên mình có mặt
ở trên cái thế gian này thì cũng như chúng ta đi vào một cái lò để tu luyện, để mà được gọt giũa. Và chúng ta có mặt trên thế gian này để học những cái bài học về tâm linh mà làm cho chúng ta đây đó có thể tránh khỏi bớt những cái lỗi lầm của mình nhiều chừng nào tốt chừng đó. Khi mà chúng ta có đầy đủ cái phước báo thì đó cũng là cái bài học tâm linh. Còn nếu như chúng ta không học nó bài học tâm linh đó, thì chúng ta sẽ trở nên là cái người kiêu ngạo, một cái người ngã mạn, bởi vì chúng ta có đầy đủ những cái phước mà người khác không có. Chúng ta đây học giỏi, giàu có, xinh đẹp, có gia đình được an vui, tốt đẹp, con cái rồi được nên người, chúng ta hãnh diện. Và có đôi khi đó, chúng ta nhìn người khác với một con mắt người ta gọi là mục thị vô nhân, tức là trên đời này không ai bằng mình cả, chỉ có mình là tất cả thôi. Thì những cái đó chúng ta đây không để lại một cái niềm cảm mến và một cái sự ấm áp cho những người sống gần mình, bởi vì mình làm cho cái ngã của mình nó lớn lên quá và mình tự cao tự đại quá, thì cái đó là cái pháp bất thiện, nó làm cho mình tổn thương. Cho nên mình phải học bài học tâm linh ở chỗ nào? Ở chỗ là ngày hôm nay mình có phước thì mình ráng vun trồng cái phước đó nữa. Con cái mình có hiếu với mình thì mình lại càng thêm có hiếu với cha mẹ của mình. Cái người hôn phối của mình chung thủy với mình thì mình phải tâm niệm trong hoàn cảnh nào cũng phải chung thủy với người đó. Là chúng ta đã nhận được cái điều lành thì chúng ta phải gia tăng những điều lành lên. Ngày hôm nay chúng ta giàu có của ăn của để thì chúng ta nên hành cái hạnh bố thí. Chúng ta chia cơm xẻ áo cho những người khó khăn hơn chúng ta. Chúng ta quan hỷ để mình làm điều đó thì cái phước lành của chúng ta chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Đó là cái bài học về tâm linh mà chúng ta học nhờ chúng ta có cái phước báo. Bây giờ cũng là cái bài học tâm linh mà chúng ta học là do chúng ta thiếu phước báo. Và như nãy giờ sư cô cũng có trình bày với quý vị, tất cả sự bất hạnh của mình là do mình đã từng gieo nó xuống. Và ngày hôm nay mình phải nhận. Và mình sẽ thấy ở cái chỗ nào? Thấy ở cái chỗ là người nào gieo rắc cái khổ cho mình, cái hoàn cảnh nào bớt chẹt cái đời sống của mình, chính là những cái đó mình đã tạo tác, y như những người đã tạo tác bây giờ. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thoát khỏi cái sự oán hận trong lòng. Bởi vì sự oán hận chính là mình đổ cái độc dược vào trong cái đời sống nội tâm và thể chất của mình. Khi mà chúng ta oán hận người nào, chúng ta nói rằng để rồi nó sẽ gặp quả báo, mà nó quả báo nó còn nặng hơn. Ngày hôm nay nó ăn cắp tiền của tôi để nó cho tình nhân nó, thì mai mốt tình nhân của nó cũng sẽ lấy hết tài sản của nó để nuôi người khác. Tại sao chúng ta phải nói như vậy? Tại sao chúng ta phải hành học như vậy? Không cần thiết phải làm như vậy. Mà cái cần thiết là chúng ta học ra đây một cái bài học. Chính mình đã gieo như vậy và bây giờ mình gặp như vậy. Mình không những không oán hận mà mình sám hối, mình cầu nguyện cho không những mình mà cái người làm cái điều sai trái này được sáng suốt để đừng có sai trái nữa, thì chúng ta thoát lại. Còn nếu không đó, nó là cái quan trái nó thích chặt vào nhau, như hai cái người mà mắc kẹt ở giữa cái cầu đó không có đi qua được, không có nhúc nhích được, bởi vì cả hai giống nhau ở chỗ là không có ai nhường cho ai cả, không có ai thông cảm cho ai cả, và không có ai đó chấp nhận mở cái lòng của mình ra cả. Ai cũng thích chặt lại như vậy thì người ta phải mắc kẹt trong cái đời sống này, và có khi người ta đi tới cái chết, người ta giết người khác xong người ta tự tử vậy. Tại sao chúng ta phải giải quyết như vậy? Giải quyết như vậy có hết không? Không có. Đường luân hồi không thể nào hết được, bởi vì chúng ta gieo rồi chúng ta lại gặt, chúng ta gặt rồi chúng ta lại gieo. Tại sao mình phải làm như thế đâu anh? Cho nên là
cái bài học đầu tiên mà chúng ta nói về cho và nhận đó, thì chúng ta phải hiểu rằng hãy nhường cho người ta đi, hãy cho người ta đi một chút dẫn chất đó để được an vui trong lòng. Người này biển thủ cái tài sản của mình, ăn cắp cái tài sản của mình, bây giờ mình đã không lấy lại được mà mình lại còn phải đau khổ nữa, cho đi, bố thí. Cũng như mình đi, mình rớt cái đồng tiền của mình nó lớn, bây giờ mình tiếc hoài, mình trách hoài, mình nói trời sao lúc đó không biết làm sao mà mình lục cái gì trong túi, bây giờ nó rớt hết tiền như thế này, trời ơi không biết sao nữa, tiếc hoài, khổ hoài, tự trách hoài, chi mà đau khổ vậy. Bây giờ cái số tiền này không tìm ra được. Chúng ta nói rằng hôm nay tôi do cái vô ý mà tôi đánh rớt cái số tiền này, cầu mong cái người nào mà lượm được cái tiền này đó, thì cái đồng tiền này sẽ làm tốt đẹp cho bản thân người này và gia đình người này. Thì cái tâm chúng ta phải nhẹ nhàng ngay thôi. Bây giờ cái người làm chung với mình, người ta giết hết tiền của mình ta đi, bây giờ có đòi lại được đâu. Mà tại sao mình còn mất nữa? Mất là mất cái an vui trong tâm mình đó, để mình hận thù. Và cái này chúng ta phải nói là đó là chúng ta uống thuốc độc. Mà chúng ta nói đó, ông chết cho lẹ đi, mình chết trước. Tại vì người ta vui vẻ như người khác, còn mình thì chỉ oán hận người ta thôi. Mình thui chột cái đời sống của mình, thì chính là mình đang uống độc dược từng ngày một cho đến khi mình chết. Chết trong kiệt quệ của thể chất và chết trong sự suy sụp của đời sống tinh thần. Mà mình luôn luôn mới nói rằng là đó là để cho cái con đó nó hành hạ lại cho mày biết, để rồi phải chết vì cái con đó. Không đâu, người ta chưa chết đâu, nhưng mình là cái người chết trước. Tại sao vậy? Tại sao mình uống thuốc độc mà mình biểu người ta chết là sao? Mình phải nhận ra cái chuyện là mình đang uống thuốc độc. Cho nên phải khơi dậy trong cái đời sống nội tâm của mình một cái nguồn suối mát, một cái sự sống. Và bao giờ cũng phải thấy rằng chúng ta phải được sống an vui và được sống hạnh phúc. Dẫu cái hoàn cảnh nó có dùi dập đến như thế nào, thì khi chúng ta đặt cho mình một cái phương châm để sống đó, là học từ đó những cái bài học để trui rèn lại cái đời sống tâm linh của mình. Mình nhận cái quả khổ là vì mình đã làm sai. Bây giờ mình phải nguyện rằng con đã biết cái lỗi lầm của con, và con nguyện con không làm sai như thế này nữa. Và con nguyện con không làm cái điều mà cái người này đã đối xử tàn nhẫn với con không làm điều này nữa. Và mình sống hối. Và không những mình cầu nguyện cho mình được sáng suốt, mà mình cầu nguyện cho những ai đem đến sự sáng suốt, đem đến sự đau khổ cho mình đó, cũng được sáng suốt. Để chi? Để người ta không làm khổ bản thân người ta, mà cũng không làm khổ mình. Tại sao có cái con đường tươi sáng đó mình không có đi? Tại sao một cái suối nguồn nó làm mát mẻ đời mình lại không có tắm trong cái dòng sông mát mẻ đó, mà mình tắm trong suối máu? Mình lại tắm trong một cái chỗ mà cái nước dơ dái, hôi bẩn, một cái nước mà có thể đem đến cái sự lỡ lối về thân thể, và có thể làm cho mình phải chết ngộp trong cái dũng lầy nhơ nhớp đó, mình nó đi vào đó. Cho nên giữ tâm không quá hận, giữ cho cái tâm của mình đó, nó được bình an, nó được trong sáng. Dẫu trong hoàn cảnh nào thì phải nói là nước sẽ cuốn trôi tất cả những cái lầm lỗi của chúng ta. Cái sự tươi mát, sự hiểu biết đúng đắn trong cái lòng của chúng ta đó, nó sẽ cứu giúp cho mình, chứ không có ai cứu giúp cho mình được cả. Có một cái câu chuyện nói về cái cảnh chư thiên, khi mà ngài một kỳ liên đó, đi lên cái cõi trời, thì ngài mới đến cái chỗ đó có một cái cô thiên nữ nhỏ, cái thiên cung cũng nhỏ, cô thiên nữ cũng nhỏ nhắn dễ thương. Ngài mới hỏi vì sao mà được ở trên cõi trời, vì sao mà trở thành thiên nữ vậy? Ngài mới hỏi thiên nữ đó. Thì thiên nữ đó mới nói như này: bạch ngài, con cũng không biết tại sao mà con được ở trong cái thiên cung này nữa.
Chứ thật ra con nói với Ngài như thế này, con là bạc phước lắm. Vì con sanh ra trong cái gia đình nó nghèo, ba má con nuôi con không nổi. Cho nên là từ 7-8 tuổi đó, ba má con đã cho con đi ở đợ. Trước là để cho con có cái miếng ăn. Sau nữa là ba má con cũng lấy được cái số tiền, mà lấy tiền tính theo năm không à. Rồi con mới đến là con ở trong cái nhà của ông bà phú hậu đó. Mà con còn nhỏ quá mà làm việc nhiều quá, cho nên con ngán lắm, con nằm biếng lắm. Mà lại không có cho con ăn đầy đủ, cho nên lúc nào con cũng thèm ăn. Rồi đó là con hay ăn cắp thức ăn của gia chủ để con ăn, tại vì con đói quá. Rồi con là bị kêu suốt ngày đêm, cho nên con buồn ngủ lắm. Mà con chung được cái chỗ nào mà con trốn được là con ngủ. Rồi khi người ta lôi ra con được, lôi ra đó, thì người ta bắt con như vậy đó. Thì người ta đánh con về cái chuyện mà con ăn bóc, ăn hốt. Cái chuyện thứ hai nữa, người ta đánh con bởi vì con trốn việc, con đi ngủ hoài. Ta đánh mình cũng đúng rồi. Tại mình có ăn cắp đồ ăn của người ta ăn. Cái thứ hai nữa là công việc ta sai mình làm, mình đi chung, mình trốn, mình ngủ. Nhưng mà dẫu sao ông bà cũng nhân đức, là bởi vì không có đuổi mình về. Chứ nếu mà đuổi về thì ba má cũng quánh chết. Mà đuổi về rồi đó thì lấy gì ăn cũng chết. Cho nên nghĩ lại cũng thương ông bà chủ. Có đánh, có chửi nhưng mà không có đuổi ra. Rồi con cứ vậy mà con ở trong cái nhà đó cho đến khi con lớn lên á, con 17, 18 tuổi con ở trong cái nhà đó. Thì nói thiệt với Ngài đó, cái tánh con cũng không có đổi mấy đâu. Tức là con cũng vẫn làm biếng mà con cũng vẫn ham ăn thôi. Thì người ta cũng chửi con, người ta đánh con, người ta sỉ nhục con. Nhưng mà con cũng nghĩ ông bà chủ rất là tốt, tại vì không có đuổi con ra. Rồi con cứ như vậy mà con ở trong cái nhà đó cho đến khi con chết rồi, không biết tại sao con mở mắt ra con thấy con ở trên cái cung trời này thì con không có biết được à. Chứ con không có biết làm phước hay bố thí hay là tu tập gì, con cũng không biết hết. Mà không biết tại sao con ở được vậy. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói với cái cô thiên nữ, cô được lên cõi trời là bởi vì cái tâm cô không có oán hận. Là bởi vì tuy cô không biết gì hết, nhưng cô biết một điều đó là cô có lỗi. Và cô chấp nhận những cái hình phạt đó không có chút oán hận. Và cô biết ơn cái người đó, là đã cho cô ăn, đã cho cô ở. Cô cảm ơn ông chủ, bà chủ cô, mặc dù người ta có đánh đập cô, người ta có chửi mắng cô, người ta có sỉ nhục cô. Nhưng mà cô biết cái lỗi của mình, cho nên cô không oán hận. Và cô cũng cố gắng để mà mình càng ngày càng sửa lại, mặc dù là nó cũng không sửa được bao nhiêu, nhưng mà cũng cố gắng sửa. Và chính vì cô không có cái lòng oán hận đó, mà thân ngoại mạng chung cô đã được một cái thiên cung nhỏ gì để cho cô sống, là do tâm cô mát mẻ. Như vậy tại sao mình gặp cái hoàn cảnh khổ, mình luôn luôn đó than thân trách Phật, mình cứ tủi thân tủi phận hoài, để làm gì? Không thay đổi được. Tại sao mình trách móc mọi người xung quanh đó, đối xử với mình không tốt, cũng đâu có ích lợi gì. Đây là nhân quả mà. Quý vị thấy không, một cái con bé mà nó phải đi ở đợi từ hồi 7-8 tuổi, khổ như vậy, một chữ nhất một cũng không biết, cái lời giải thích cũng không có ai. Tự trong lòng suy nghĩ biết rằng mình có tham ăn, mình có làm biếng thì đương nhiên người ta phải đánh mình, nhưng mà vẫn thấy ra người ta tốt với mình. Thành ra chúng ta phải cảm ơn cái cuộc đời mà chúng ta có mặt ở đây, cảm ơn những người đã đến với đời ta, cho ta một cái chút hương vị ngọt ngào hay cho ta một cái sự đắng cay. Tất cả đều là bài học. Tất cả khi chúng ta nhận ra được thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống phải được trui rèn, phải được rèn luyện, phải được mài dũa. Thì chúng ta đã được mài dũa giữa cuộc đời này để làm cho đó cái lòng chúng ta càng lúc càng sáng. Chúng ta giữ cái sự chân thật, cái sự trung hậu, cái sự nghĩa tình, và luôn luôn như Ngài Sư Minh có nói đó, là một cái người có đức hạnh là cái người bất cứ lúc nào cũng giữ vững cái sự nhân hậu của mình. Dẫu cho ai tệ bạc mấy,
thì trong lòng chúng ta cây duyên ngọc nó vẫn sanh. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng mãi một cái niềm tin chân thật trong cái đời sống nội tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.